Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự phố thông minh tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 10, phường 9, quận Gò Vấp nha. Căn nhà với diện tích ngang 6,5m, sâu vào 14m, thiết kế 1 trệt 3 lầu. Toàn bộ thì sử dụng hệ thống điện thông minh và chúng ta có thể điều khiển bằng điện thoại. Căn biệt thự nhà mình hôm nay đang được giảm giá nha anh chị, với giá gốc là 14 tỷ 900 triệu đồng. Bây giờ giảm ngay cho anh chị 1 tỷ 4, chỉ còn với giá là 13 tỷ 500 triệu đồng thôi. Giá này chúng ta vẫn còn thương lượng mạnh nha anh chị. Một căn nhà biệt thự giảm giá tới 1 tỷ 4 tại trục đường chính Lê Văn Thọ, phường 9, Gò Vấp. Nhà mình hướng chính Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nha. Đường trước nhà là con đường rộng 8m, đường xe hơi, đường thông, hẻm một xẹt sát trục đường chính Lê Văn Thọ nha. Chỉ cách trục đường Lê Văn Thọ khoảng tầm 40m thôi. Một căn nhà vị trí đẹp, đường thông, chúng ta thuận tiện làm văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm online, hoặc là anh chị muốn mua để ở, mua cho thuê cũng được. Giá bán bây giờ chỉ còn giao là 13 tỷ 500 triệu thôi nha. Một căn biệt thự thông minh, nội thất lên tới 2 tỷ đồng, toàn bộ đồ nội thất gỗ An Cường và làm rất là đẳng cấp nha. Sẽ có một lớp cổng nhôm đúc chỉ giá 200 triệu phía bên ngoài. Phía bên tay phải thì sẽ có cửa cuốn nha. Nhà mình thì được chia làm hai khoảng cửa, bên trong cũng hai khoảng cửa luôn. Bên tay phải này sẽ là khu vực đậu xe hơi, đèn chùm rất là nhiều. Ở phòng khách này sẽ có hai cái đèn chùm, bếp thì có một cái nha. Một căn nhà tặng full nội thất đến tới 2 tỷ, hướng chính Bắc. Nhà thì sử dụng toàn bộ hệ thống rèm thông minh này, điện trong nhà sử dụng thông minh luôn, và có rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều đồ đẳng cấp trong đây nha. Đặc biệt thì có thang máy nhập khẩu 450 kg, tặng tivi 65 inch này. Ở đây thì chủ nhà có làm máy lạnh luôn, tặng sofa ốp gạch 80 nha. Căn nhà ngang 6,5m, sâu vào 14m, giá bán bây giờ chỉ còn giao là 13 tỷ 500 triệu thôi. Nhà con đường hẻm 1-8m, đường thông tại trục đường Lê Văn Thọ, sát với công viên Làng Hoa. Ở đây thì chúng ta đi sân bay Tân Sơn Nhất thì đi khoảng tầm 15 phút thôi nha. Thang máy ốp đá phía ngoài rất đẹp luôn, bọc cực kỳ đẹp, thằng màu vàng này. Thang máy nhập khẩu nha anh chị. Trụ chúng ta được làm trụ và lan can toàn bộ là hợp kim nhôm, tay vịn gỗ vỏ đỏ và ốp đá xà cừ nha anh chị. Bên trên thì có một cái hồ cá thủy sinh nha, rất đẹp và đẳng cấp. Căn nhà đầu tư rất là nhiều tiền nội thất. Nhà thì tặng full hết nội thất 2 tỷ cho anh chị rồi. Giá bán chỉ có 13 tỷ rưỡi thôi, trước giao tới 14 tỷ 9 nha. Giá thì vẫn còn thương lượng mạnh. Di chuyển vào trong phòng bếp này sẽ là không gian chúng ta nấu ăn và khu vực phòng ăn luôn.
bộ tủ bếp gỗ An Cường chính hãng nha chị, tặng tủ lạnh 2 ngăn, tủ lạnh Aqua, lò vi sóng, bếp điện từ, máy hút khói, lò nướng đầy đủ hết luôn. Rất nhiều, trong này thì có máy lạnh luôn nha. Một căn biệt thự phố phải nói là vô cùng đẳng cấp, vô cùng sang trọng. Toàn bộ sử dụng bồn cầu điện, bồn cầu tự xả nước. Phải nói là căn nhà mình rất là đẳng cấp nha. Làm thì rất là sắc nét luôn, đồ cao cấp hết. Giá bán bây giờ chỉ còn 13 tỷ 500 triệu thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay. Nhà thì sử dụng toàn bộ điện thông minh, rèm thông minh luôn, có thể bật tắt, đóng cổng tự động luôn. Một căn nhà rất đẳng cấp nha anh chị, đồ gỗ cao cấp và làm theo phong trắng. Phong nhà rất là sang trọng, rất là tỉ mỉ nha. Nhà hướng Bắc nha. Chúng ta đi qua Mỹ tắt và mở cổng cũng được. Sử dụng app điều khiển điện thoại hết nha anh chị. Đèn chùm khổ lớn này. Ngân hàng thì hỗ trợ chắc vay được tầm 7 tỷ nha. Căn này chắc vay được tầm 7 tỷ nha anh chị. Bồn rửa chén bằng đá hết luôn. Căn nhà rất là sang. Tính tiền máy lạnh cũng tới 7 cái máy lạnh. Toàn bộ đồ cao cấp. Có quạt hơi nước. Bên này là khu vực để xe hơi. Và cùng em tiến vào thang máy nha mọi người. Thang máy 450kg. Thang máy nhập khẩu. Thang máy dát vàng rất là đẹp luôn nha quý vị. Thang máy thì có thể lên tới lầu 3 khu vực sân thượng, phòng sông hơi. Đây là khu vực lầu 1 nha. Cầu thang ốp đá rất là đẹp. Toàn bộ giường 2m, nệm dày, nệm kim cương. Và ốp gạch 80. Phòng nào cũng có đèn chùm khổ lớn nha anh chị. Nệm này rất là dày này, dày với tầm 30 phân luôn. Đồ nội thất cực kỳ đẹp. Đồ gỗ An Cường chính hãng, phủ acrylic. Trên thì có loa áp trần. Chủ nhà có thể nói với người trong nhà được, có thể nói từ xa được luôn. Tặng tivi. Phòng nào cũng được tặng tivi nha. Bên dưới thì tivi 65 inch. Trên này thì chủ nhà tặng tivi 55 inch nha anh chị. Rèm cửa tự động, rèm có thể bấm được từ xa. Mặt tiền thì sẽ được phun cát trắng. Có tặng luôn cái ghế massage lưng. Phòng ngủ thì cực kỳ lớn nha. Nhà ngang rộng tới 6m rưỡi. Phòng rất là lớn luôn. Nội thất khá nhiều. Khu vực toilet sử dụng bồn cầu điện này, vách tăm kính. Căn nhà phải nói rất đẳng cấp. Chỉ chờ anh chị đến mua thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay trực tiếp về tem Hưng. Toàn bộ bồn cầu điện thông minh hết nha. Bồn cầu này tới 15 triệu một cái nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất là sang. Phòng số 2 này. Phòng ngủ rất đẹp nha. Bố trí giường nệm. Giường 1m8, có tivi luôn, có cửa sổ ra giếng trời và toilet riêng. Vách tăm kính nha. Gương led đầy đủ. Bây giờ chủ giao có 13 tỷ rưỡi thôi. Nhưng mà chắc cũng đang bớt được khá khá nữa. Anh chị nào thích căn biệt thự này hãy alo ngay về tới bên em Hưng. Di chuyển lên trên sẽ là không gian phòng ngủ số 3, số 4 nha anh chị. Phòng số 3 này chủ nhà sẽ chia làm 2 ngăn, 1 ngăn cho chúng ta ngủ và 1 ngăn là phòng thay đồ.
chia làm hai ngăn nha. Trên này thì ốp sàn gỗ, có đèn chùm và giường. Mét 8, nệm, giày, toilet riêng đầy đủ hết luôn. Căn nhà phải nói rất đẳng cấp, rất là sang trọng. Ban công đúc 1m2, lan can toàn bộ là hợp kim nhôm hết nha, nhôm đúc hết luôn. Đi theo phòng trắng hết, nội thất cao cấp. Khóa cửa toàn bộ nhà mình cũng sử dụng khóa vân tay và có sử dụng khóa số luôn nha, khóa thông minh luôn, khóa cửa sử dụng khóa thông minh. Phòng số 4 này, phòng này cũng có giường, nệm, máy lạnh đầy đủ. Nhà rất đẹp, rất sang rồi. Anh chị chỉ cần xách vali quần áo về ở thôi. Nội thất rất là nhiều. Anh chủ nhà cực kỳ chịu chơi. Và giá bán bây giờ chỉ còn giao là 13,5 tỷ. Giá thì vẫn còn thương lượng được nữa. Đá toàn bộ là đá mắc tiền. Trên này thì có tặng máy giặt luôn. Tặng máy giặt luôn nha anh chị. Phía sau sẽ là khu vực phòng sông hơi, phòng tắm, có bồn tắm nằm, có cửa sổ ra phía sau, có tặng lại máy chạy bộ. Rất là nhiều nội thất nha quý vị. Quạt hơi nước quá luôn. Bên này sẽ là khu vực sông hơi và khu vực đi vệ sinh, tắm rửa. Có gương LED. Một căn nhà rất đẳng cấp. Đầu tư nội thất cực kỳ nhiều. Trong này là khu vực sông hơi nha anh chị. Đây có gương LED, có đồng hồ luôn này. Báo giờ luôn. Gương báo giờ luôn nha anh chị. Báo nhiệt độ luôn. Và phía ngoài đây sẽ là không gian sân thượng, trước cho chúng ta phơi đồ. Nhà thì có hệ thống camera an ninh đầy đủ. Căn này thì trộm không thể đột nhập được. Vào thì có hệ thống báo tự động và tự động đóng cửa nha. Cửa tự động, dàn cửa toàn bộ sử dụng tự động, bấm đầu bót hết luôn. Cửa cổng nha anh chị. Phía bên này là khu vực phòng thờ. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất sang rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở những video tiếp theo. Xin chào. Thank you.